Chương 17, nhiệm vụ mới. Bên trong bãi đậu xe của một tòa nhà bỏ hoang đã lâu, phát ra một giọng nói tức giận. Bọn mày là một lũ bỏ đi, 10 người mà không giải quyết nổi ả đàn bà. Chẳng những vậy, tổn thất mất 6 người. Tao thực sự uổng công khi nuôi một đám ăn hại như chúng mày. ca, thật xin lỗi. Đám người kia ai nấy run rẩy, lộ thanh âm hoảng sợ lo lắng. Xin lỗi cái dám gì, có ăn được không? Mau cút ra ngoài cho tao, nếu không, tao chỉ cần phát súng, giết chết cả đám bọn mày. Nghe thấy vậy, bốn người kia nhanh chóng rời được hỏi, tránh ở lại sẽ mất mạng. Bưu ca, không ngờ ả à đàn bà kia lợi hại vậy. Chúng ta dùng nhiều hỏa lực vậy mà không giết chết ả à ta, còn để ả à ta chạy thoát. <laughs> Dù lợi hại hơn nữa, tao cũng muốn giết chết nó. Thạch bưu hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lời. Hiện tại tạm thời chúng ta không thể tìm ả. À. Xem ra kế tiếp, Chúng ta phải nghĩ cách đối phó với lão hồ ly chu khánh Thành. Chỉ là Dạ thầy ca Em đã tra ra được ba ngày trước Cả nhà hắn trốn sang Mỹ Chắc hắn sợ Bưu ca tìm hắn báo thù thành Bưu cười lạnh <cười> Sợ chết được Hắn có thể tránh cả đời ư Bưu ca Em nghĩ ra biện pháp buộc hắn trở về Một tên đàn em khác bước vào phòng Biện pháp gì? Thạch Bưu hiếp có mắt hung ác nhìn phía tên nó. Thạch Bưu vốn nổi tiếng là tên trùm xã hội đen, hung bạo tàn ác. Nếu có chuyện gì khiến hắn không vừa ý, hắn có thể tùy ý giết người. Cho nên tin tức vừa rồi khiến hắn khá hài lòng. Dạ, chúng em tra được Chu Khánh Thành, có mẹ già 70 tuổi, mẹ già đang ở quê nhà. Vì mẹ hắn không thích ngồi máy bay đi Mỹ, hiện đang ở tại một biệt thự để dưỡng lão. Chu Khánh Thành là thương gia nổi tiếng hiếu thảo. Nếu như chúng ta giết mẹ hắn, Chẳng nhẽ hắn có không vội vàng xử lý hậu sự Đến lúc đó hắn nhất định xuất hiện Thầy Bưu hài lòng gật đầu Ừ, phương pháp không thể Vậy ra việc này cho bọn mày làm Nhớ làm việc cẩn thận Hiện tại cảnh sát đang chăm chú từng hoạt động của chúng ta Tránh xảy ra chuyện Dạ, Bưu ca Chúng em nhất định giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa Giữa trưa ngày thứ hai Khách sạn 5 sao Đế Hào ở dãy phố phía Nam Lúc này trong đại sảnh khách sạn thấp thoáng một bóng dáng tao nhã, dị quần thể thao màu đen cực ngắn kết hợp với chiếc cánh mát màu đen trên mặt, chỉ môi thanh tú, môi đỏ mọng hết sức dễ coi, giày thủy tinh cao gót làm nổi bật thân hình thon dài hấp dẫn, mang theo chiếc bọc nhỏ màu đen. Cô giống như một minh tinh vừa tham gia dạ tiệc trở về, toàn thân phát hấp dẫn trí mạng. Cô ung dung đi vào trong thang máy, nhấn số lên tầng 58, thang máy một đường nhanh chóng đi lên. Không tới 20 giây, cửa thang máy tự động mở ra. Cô bước ra thang máy đi tới trước cửa một căn phòng, giơ tay gõ cửa. Chỉ chốc lát, một người đàn ông mặc âu phục bước ra mở cửa, khi thấy cô lễ phép nói, Tô tiểu thư tới. Cô tháo kính mát xuống, lộ gương mặt tinh xảo mê người. Cô nhìn người đàn ông ngồi trên ghế salon, bé lại chút tóc trên trán tốt quá một ngày nghỉ của con bị cha phá hỏng đấy thật không thú vị chút nào tưởng vinh nhìn cô đầy trì mến Thì thế nào con vốn định tới đảo gần đó nghỉ ngơi một thời gian không biết từ đâu chui ra tên phiền phức đối nhiên chặn đường con làm hỏng chuyện tốt của con gương mặt tưởng vinh lập tức nghiêm túc lấy từ cặp hồ sơ từ tài liệu đưa cho cô có phải hắn không tổ cẩm ngước mắt nhìn lướt qua người đàn ông trong tấm hình đẹp trai nhưng hắn là ai chứ Tô Cẩm gật đầu Vâng, chỉ là hắn Cha đang lo lắng không biết lúc nào hắn tới tìm con Xem ra con đã gặp mặt Ánh mắt tử vinh thâm trầm phức tạp Đáy mắt lộ tia lo lắng Thế nào cha nuôi Tô Cẩm lập tức phát giác có chuyện chẳng lành Đáy mắt lộ vẻ khẩn trương Sáng sớm nay cha nhận tin Vụ án về ba anh em nhà Thạch Bưu đã được giao cho Lục Thiếu Đình Hắn vốn là bộ đội đặc chủng tinh Anh con đã biết bản lĩnh hắn Cha tin tưởng so với cha Con nắm rõ thực lực hắn hơn À Hóa ra cảnh sát để mắt đến con à Tử Vinh lắc đầu Sắc mặt càng thêm nặng nề Không Cha hoài nghi người này không chỉ điều chuyện anh em Cha đã cho người đi điều tra về hắn Thân phận hắn trừ chức vụ thiếu úy Hắn còn giúp cảnh sát quốc tế làm việc Cha nghĩ anh tìm con Liên quan đến vụ con gây ra ở New York con chớ khinh thường Sau này nhìn thấy người này tốt nhất tránh đi Con đây mới không sợ hắn Tô cầm bước Tô cầm bước cốc cà phê lên uống Ánh mắt không sợ hãi chút nào Tử Vinh nghiêm túc dặn dò Cha không nói giỡn với con đâu Thu sự hung hăng kiêu ngạo của con đi Gặp gỡ đối thủ như vậy nên thận trọng Tô cầm trừng mắt nhìn Không cam tâm mà gật đầu Được ạ, à, chuyện đó tính sau ạ à. Tường Vinh bất đắc dĩ lắc đầu Bản tính cô con gái nuôi khiến hắn đau đầu Mà lúc này đây Chiếc laptop đặt trước mặt bọn họ Và lên tiếng tít tít Báo hiệu tin tức chuyển đến Tôi cầm liếc mắt nhìn Lập tức cười nói Là chị ư Nói xong vội mở video Nhất thời trên màn hình xuất hiện Cô gái ăn mặc ưu nhã khêu gợi Cô cười nói Điều cầm Ma à, đã lâu không gặp Chị, chị càng ngày càng xinh đẹp đấy Em còn nói ư một trong số các chị em chúng ta Không phải em mới là người xinh đẹp nhất à Anna cười một cách danh mãnh Đồng thời nhìn phía tưởng Vinh Cha nuôi à, nhiệm vụ bên này Mỗi việc đều bình thường Ừ, tiếp tục cố gắng, good job Tưởng Vinh ta dư một cái gật đầu Tôi cầm tò mò Nhiệm vụ của chị là gì vậy? Bảo vệ chính trị viên Mỹ Vốn xuất thân từ hắc đạo Có hắc đạo tham gia của hội nghị Chị em sư là nữ bảo vệ của hắn Tưởng Vinh trả lời cô như vậy Tô Cẩm cười nói Năng lực của chị mạnh vậy nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc Anna cười liếc mắt nhìn Tô Cẩm Em đừng giả bộ nữa Năng lực xuất sắc nhất là em <laughs> Cha nuôi à Cha xem chị cười nhạo con này Tưởng Vinh ha ha cười một tiếng Vỗ bả vai cô Đây là tán dương con thôi Chớ có kiêu ngạo so với chị con Con phải học tập nhiều Anna lớn hơn con một tuổi nhưng thái độ làm người sức khôn khéo Trả lại bản tính con gỗ ngược ngang bướng Thừa gây phiền phức cho ta Mỗi lần cô làm nhiệm vụ Hắn đều không yên lòng Thì đây chính là cá tính của con mà Thôi tốt lắm tiểu cầm à Cha nuôi Để giờ con làm việc Có thời gian hai người tới nước Mỹ chơi nhá Đầu kia sau khi Anna nói xong liền đóng video Cha nuôi à Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này Chúng ta đi Mỹ một chuyến đi Cùng chị họp mặt tâm sự Tô Cẩm kỳ vọng hỏi, Tưởng Vinh gật đầu, được. Chờ chuyện này giải quyết xong hãy nói. Tô Cẩm cũng vui vẻ cười, nhưng cô không phát hiện trong mắt Tưởng Vinh lẽ tia phức tạp. Điện thoại di động Tưởng Vinh chợt vang lên, hắn cầm liếc nhìn, đi tới phía cửa sổ nghe điện thoại. Sau 2 phút trò chuyện, vẻ mặt hắn nặng nề đi vào, nhìn Tô Cẩm nói, lại có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì vậy cha? Tô Cẩm lười biếng hỏi. Tối qua mẹ của Chu Khánh Thành bị người giết chết tại nhà. Hắn hoài nghi do Thạch Bưu làm. Hắn đưa ra 5.000 vạn để chúng ta giải quyết Thạch Bưu và đàn em của hắn. Thế thì nhiệm vụ này giao cho con đi. Tô cầm nó một cách nhẹ nhõm, giống như ở trong mắt cô. Một ít tên côn đồ chỉ là con kiến đơn giản như vậy. Cẩn thận chút đấy. Hiện tại Lục Thiếu Đình đã hết sức chú ý con. Đừng để hắn tóm được. Tưởng Vinh dặn dò một lần. Con hiểu ạ. À? Tô cầm hít mắt đáy mắt lóe ra mười phần tự tin. Chương 18: Nguy hiểm mới. Đêm khuya tại một quán bar, bốn người đàn ông cùng một cô gái uống rượu say mềm đã quay về phía nhân viên quán rượu chửi mắng một cách thô tục. Một người trong đó đột nhiên lên tiếng nói với ba người còn lại: "Các cậu mang theo cô ta đi cùng, tối ra xe lấy thêm chút đồ đem đến." Anh nhớ lên một chút đấy, đừng làm cho người ta đợi lâu quá. Anh Thủy, người đàn ông được gọi là anh thủy vẫy tay ý bảo bọn họ đi trước mà hắn thì nhanh chân bước về phía chiếc xe nếu hắn cố uống say hơn nữa thì lúc này cũng đã tỉnh táo hơn vài phần bởi vì lúc hắn đi vào quán rượu thì phát hiện điện thoại di động bị rơi ở trong xe hiện tại là thời điểm nguy hiểm nên hắn đương nhiên không dám khinh thường đột lúc hắn đang sang đường đột nhiên một chiếc xe việt dã màu đen lao nhanh phía hắn bị dọa sợ hắn ngồi phịch trên đất chỉ nghe cách một tiếng nhìn tia lửa bắn ra lốp xe ma sát với mặt đường chiếc xe vịt giã dừng lại cách hắn nửa thước dưới đèn đường một đôi chân thon dài trắng như ngọc bước xuống sau đó là khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện cô mạnh mẽ lôi hắn đang bị dọa sợ ngồi gần chết dưới đất ném lên vào ghế lái phụ sau đấy lập tức quay người trở về chỗ tài xế thủy ca rất nhanh ứng kịp đẩy cửa xuống nhưng chỉ nghe cửa xe phịch một tiếng đóng lại tiếng đạn lên nòng lạnh lẽo vang lên trên người thái dương của thủy ca là một họng súng đen ngòm mày dám xuống xe thử xem thủy ca lập tức bị dọa sợ không dám động không còn thấy dáng vẻ của lão đại xã hội đen uy phong một thời vẻ mặt như là đưa đám hỏi rằng tiểu thư à tôi với cô không thù không oán cô tại sao muốn bắt tôi <laughs> bởi vì mày là người của thạch bưu Cô gái, giọng nói hấp dẫn từ tính, hừ nhẹ một tiếng. Thủy ca vừa nghe đến tên Thạch Bưu, nhất thời run lên một cái. Mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, cả người không ngừng run rẩy Là cô ta ư? Cô ta chính là nữ sát thủ đó à? Trong nháy mắt, Thủy ca cảm giác sát khí bao phủ toàn thân. Hắn giơ hai tay, giọng run run, run cầu khẩn nói. Tiểu thư, tiểu thư đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lúc này đây, chiếc xe việt giã đã dừng lại một cách chính xác. Sườn xe nghiêng một chút lên đi vào một ngõ nhỏ không người. tôi Cẩm bước xuống xe, túm lấy Thủy Ca đang ngồi trên ghế lái phụ xuống, đẩy ngã trên mặt đất. Nói đi, bây giờ Thạch Bưu đang ở nơi nào? Tôi, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Bưu Ca từ trước đến giờ cẩn thận lắm, không để cho quá nhiều người biết hắn, biết hành tung của hắn. Thủy Ca lắp bắp mở miệng, trên gương mặt mồ hôi chảy ròng ròng toàn thân như là mềm nhũn đai mắt tô cẩm giơ lên ngọn lửa tức giận thổi họng súng tao biết mày hắn nên biết rõ sự kiên nhẫn của tao mày không cần nói mày có ba tên đàn em ở trong khách sạn tao sớm muộn sẽ hỏi ra được tôi thực sự không biết thủy ca sợ hãi nuốt nước bọt hắn ta đương nhiên hiểu được là cô sẽ giết hắn sau đó sẽ đến lượt đám đàn em của hắn Tao đếm đến ba Nếu mày không nói cho tao biết Đạn xuyên qua chán của mày Nói xong Họng súng được đặt lên chán của hắn một cách chính xác Cô nghiêm túc đếm Một Hai Trong trong bãi đỗ xe Bưu ca ở dãy phố Nam Trong một bãi đỗ xe bỏ hoang Thủy ca vội vàng mở miệng Quả nhiên làm người ta sinh ra sợ hãi Là phương thức uy hiếp tốt nhất Cái gì bãi đỗ xe Vĩnh Phát, bãi đỗ xe Vĩnh Phát. Thủy ca nói xong, mắt trợn trắng. Tô cầm nhíu mày, đá một cái, rồi mắng. Đàn ông vô dụng. Nói xong, cô ngồi vào xe rời đi. Trong đồn cảnh sát, lúc này đang tiến hành cuộc hội nghị khẩn cấp, nhưng không kém phần nghiêm túc. Trong phòng họp lớn, ánh đèn máy chiếu đang lóe lên, tiếng đội trưởng đội cảnh sát rõ ràng vang lên trong phòng, mẹ của chu khánh thành không phải tử vong ngoài ý muốn mà rất có thể do đàn em của thạch bưu làm mục đích chính là dụ chu khánh thành từ mỹ quay trở về hiện tại chu khánh thành đích thân đề nghị ban hành lệnh bảo vệ cảnh sát chúng ta sẽ đảm bảo an toàn tính mạng của ông ta sau khi về nước bây giờ vấn đề là chu khánh thành là một người có hiếu mẹ của ông ta chết thảm trong nhà theo tính cách của ông ta thì không thể nào ngồi yên như vậy con trai ông ta bị thạch hổ giết hại ông ta tìm sát thủ trả thù Hiện tại mẹ của ông ta bị người của Thạch Bưu sát hại. Rất có thể ông ta liên lạc với tên sát thủ kia để trả thù. Việc này đối với cảnh sát chúng ta mà nói, đó là cơ hội tốt để bắn một mũi tên trúng hai con chim. Đội trưởng à, anh thực sự cảm thấy chú Khánh Thành có dám thuê sát thủ giết người. Ừ, xét tình hình tài chính của ông ta, tiền không là vấn đề. Vấn đề là mẹ ông ta bị người khác sát hại thảm như vậy, nhất định có thể báo thù. Ông ta có thể thành công ngày hôm nay, Mọi người cho rằng ông ta chỉ là một thương nhân đơn giản như vậy ư? Ông ta có mối thù sâu nặng như vậy, nhất định thuê sát thủ. Hơn nữa rất có thể là tên nữ sát thủ kia. Một cảnh sát hỏi, chúng ta nhận được tin tức, hiện tại Thạch Bưu đang ẩn náu trong bãi đỗ xe bỏ ở dưỡng tinh. Rất có thể là chờ Chu Khánh Thành trở về nước để đối phó. Vốn là chúng ta chuẩn bị bắt người, nhưng hiện tại theo ý kiến của đội trưởng, chúng ta có phải dụ tên nữ sát thủ kia xuất hiện không sai. Mặc dù những kẻ nữ sát thủ kia giết đều là phần tử xã hội đen, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để mặc cô ta tự do vi phạm pháp luật. Không nhìn thấy sự tồn tại của cảnh sát chúng ta. Bây giờ bắt đầu kế hoạch bố trí nhiệm vụ. Một nhóm cảnh sát vâng một tiếng, tích cực hưởng ứng. Trong biệt thự xa hoa, màu trắng gạo, một thân hình cao ngạo đang dựa trên ghế salon, bộ dạng lười biếng, lại lộ ra hơi thở nguy hiểm làm cho không người nào có thể lơ là. Cả mắt thăm thẳm kia lóe ra u ám như lửa địa ngục, ngón tay thon dài ưu nhã cầm tách, là nghe người trợ lý đứng đối diện thông báo tình hình. Nam trợ lý đem máy vi tính để đặt trước mặt anh ta. Lãnh tổng à, lấy được tin tức từ cảnh sát quốc tế, bọn họ đã hoài nghi tô tiểu thư vốn là sát thủ. Họ đến hai ngày trước, cử một cảnh sát quốc tế đến hỗ trợ bắt người. Nói xong, Ngón tay hắn trên bàn gõ nhẹ mấy cái Trên tài liệu xuất hiện một tấm hình Tên này là cảnh sát quốc tế Có gia thế rất lớn Là bộ đội đặc chủng đã được nhiều thành tích cao trong nước Sau đó hắn gia nhập Interpol chức vụ trong nước của hắn hiện tại là thiếu úy bộ binh Lai lịch của hắn không nhỏ Lãnh mạc phàm nhìn chằm chằm gương mặt trên tấm ảnh Đáy mắt có chút khinh thường Hiện tại cảnh sát có hành động gì chưa? Lần này Chu Khánh Thành về nước xử lý hậu sự của mẹ hắn Chắc chắn không chịu để yên cho Thạch Bưu Có thể Tô Tiểu Thư cũng đã nhận được nhiệm vụ của hắn Trong vòng 2 ngày Có thể thi hành Mà rất có thể Cảnh sát cũng nắm được tin tức này Rất nhanh có hành động Lãnh mạc phàm Khẽ nhếch khóe miệng Nhàn nhạt chào phúng một tiếng Cô ấy thực sự không biết sợ là gì nam trợ lý hỏi Lãnh Tổng à Chúng ta nên làm thế nào Giọng lãnh mạc phàm trầm thấp ra lệnh Đi mấy người trợ thủ bảo vệ an toàn của tôi cầm đi. Vậy chúng ta có nên tham dự vụ án thạch bưu không ạ? À? Không cần đâu. Chuyện nhỏ này cô ấy tự mình xử lý. Cậu chỉ cần xác định cô ấy không bị cảnh sát bắt. Ở thời điểm thích hợp trợ giúp cô ấy chạy thoát là được. Lãnh mặc phàm thong thả ung dung nói. Dạ tôi đi làm ngay. Sau khi xong việc dẫn cô ấy tới gặp tôi. Lãnh mặc phàm nhớ mày bổ sung một câu. Đáy mắt lộ ra tia mong đợi chương 19 Nguy hiểm chạy trốn Bãi đô xe bỏ hoang vĩnh phát Lúc này đây, đèn dầu sáng rực rỡ, bốn phía vô cùng an tĩnh. Bỏ cô đồ đứng dài đặc quan sát tình hình xung quanh. Tất cả đều rắc súng ở lưng, vẻ mặt người nào người nấy hết sức nghiêm trọng. Tối nay, mây đen che kín bầu trời, những ngôi sao đều bị che lấp không một ánh sáng. khâu khí xuất hiện mùi nguy hiểm, chẳng lành, dường như có chuyện gì lớn sắp xảy ra trong kho hàng không khí lúc này hết sức đè nén thạch bưu ngồi ở trên ghế một khẩu súng đang đặt trên chiếc bàn trước mặt hắn trên trán mấy tên đàn em mồ hôi lạnh bắt đầu chảy nhìn tình hình này giống như tối nay bọn họ muốn đối mặt với một nhóm quân đội lớn trên thực tế người mà bọn chúng đối mặt chỉ là một ả đàn bà đêm xuống bọn chúng nhận được cuộc gọi điện thoại đầu dây bên kia nói rằng Tối nay, nữ sát thủ sẽ xuất hiện. Thạch Bưu nghĩ đến cái chết thảm của hai người huynh đệ. Hắn không dám khinh thường cô nữa. Lập tức triệu tập tất cả đám đàn em tập trung ở bãi đỗ xe bỏ hoang. Trên tay mỗi người là một khẩu súng. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nữ sát thủ, sẽ lập tức nổ súng. Từ lúc nhận điện thoại, tất cả bọn chúng nâng cao cảnh giác. Ánh mắt đều nhìn phía cửa chính. Tay nắm chặt súng, giống như chỉ cần có người xuất hiện hẳn sẽ không khống chế nổi mà cướp cò. Nhưng người nào đã nói cho bọn hắn biết, nữ sát thủ nhất định xuất hiện từ cửa chính đây. Bốn phía đều là lưới sắt, làm thành hàng phòng tuyến. Đầu óc của người bình thường đều cho là nữ sát thủ sẽ tiến vào lối đi duy nhất là cửa lớn. Nhưng bọn chúng đánh giá quá thấp thực lực của tô cẩm. Chỉ là mấy cái lưới sắt cao có bốn thước mà có thể ngăn được cô à? Mục tiêu của cô không phải giết đám người này mà là vũ khí. Thạch Bưu vận chuyển hàng loạt súng ống đạn dược chuyển từ Indonesia về nước. Đối với một sát thủ mà nói, không có gì có thể so sánh bằng một xe chở đầy vũ khí. Trong kho hàng của Thạch Bưu, lúc này ở đây yên tĩnh, không một tiếng động. Bỗng nhiên một bóng dáng thon dài nhảy qua lưới sắt đáp xuống mặt đất. Cô rơi xuống đất không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tô Cẩm tính toán chính xác hiệu quả của việc cách âm Cô lấy từ túi sách một chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa lớn. Không đến 10 giây, khóa đã mở. Tôi cầm rút bỏ vào trong túi sách. Cô tách hàng rào khóa ra, thuận tiện hé mở cánh cửa của container. Cô liền chui người vào bên trong, đồng thời đóng cửa container lại. Tô Cẩm nhìn thấy súng, đại pháo, bay đầy trên xe container. Cô hài lòng nhếch miệng, mỗi một loại súng ở nơi này đều quen thuộc với cô. Cô có thể nhắm mắt mà vẫn tháo rời Cũng như lắp ráp lại chúng Còn về khẩu đại pháo Đang đặt ở vị trí trung tâm Tôi cầm nghĩ ra nó chính là thủ phạm Trong việc nổ tung các biệt thự của cô Tôi cầm giơ tay sờ soạn khẩu đại pháo một phen Đạp lên phần thân dưới của nó Ngay lập tức vệ tinh hướng dẫn xuất hiện Ngón tay thon dài thuần thục Đập màu xanh dương theo như kiện Nhất thời trên màn ảnh lúc này Xuất hiện bãi đỗ xe 3D hỏa đồ đặt ra thời gian 2 phút. Tô Cẩm đem đại pháo, đẩy tới container trước mặt, đồng thời nhanh chóng lựa chọn hai chi súng ngắn. Hai con trường thương cầm hết đạn dược sau, báo dáng cô biến mất ở xe container. Bên trong xe container không có tiếng động, chỉ nghe tất tất thanh, chỉ thời gian đếm ngược, mà phía trước thạch bưu hoàn toàn không biết. Bọn họ bị một họng pháo nhắm ngay vào. Tô Cẩm cũng có rời đi, mà là tránh đang ở trong một quầy đã lẩm bẩm đếm ngược thời gian ba hai một lời nói vừa dứt nàng bị kính lỗ tai trên bầu trời chỉ nghe một tiếng vèo một chuỗi lưu tinh chui lên bầu trời đêm ngay sau đó chiết thân trở về thế không thể đỡ hướng bỏ bãi đỗ xe chiếu xuống cho kho hàng nghe âm thanh vang lên thì mọi người lập tức kinh sợ lão đại à âm thanh gì xảy ra vậy có người nghiêm túc trả lời Giống như hình như là âm thanh của hoàn tiễn Trong nháy mắt Thạch Bưu sợ hãi Hắn khẽ gọi một tiếng Chạy mau Nói xong thân thể hắn dẫn đầu xông về cửa chính Không quá ba giây Âm tiếng nổ mạnh vang lên Cả kho hàng nhất thời nổ tung Mạnh mẽ Thạch Bưu đại thể xông ra ngoài Bay ra 50 mét bên ngoài trên đất Mà trong kho hàng Hai mươi tên côn đồ không ai thoát được Toàn bộ bỏ mình bưu ca bưu ca cô đồ từ bốn phía chạy đến hoảng sợ kêu lên thạch bưu cố gắng đứng dậy trước màn hắn là một biển lửa tức giận nổi lên khiến toàn thân hắn run dậy không ngừng vậy mà khi hắn mở to hai mắt nhất mạt bị ánh lửa chiếu rọi ra ngoài hấp dẫn bóng dáng dục hỏa ra hắn trừng mắt bên cạnh mấy tiểu đệ vội vàng móc súng nhưng quá chậm rồi sắp ma gun Mãnh liệt bắn càn quét sáu côn đồ không có cơ hội để nổ súng toàn bộ đều ngã xuống đất thạch bưu nhìn cái màn này hận thấu xương ở đàn bà kia nhưng tô cẩm chỉ hòng súng về phía hắn <laughs> người rốt cuộc có thể đi gặp hai huynh đệ của người cô cả cuộc đời của thạch bưu cũng là người ở nơi đây còn sống nhưng nhìn nữ nhân thần bí như ác ma cho lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi tôi cầm híp híp mắt nổ biệt thự của ta dùng cái mạng của ngươi trao đổi <laughs> quá tiện nghi đấy nói xong đang chuẩn bị nổ súng bỗng chốc chỉ nghe bốn phía đột nhiên có tiếng động của cảnh sát bỏ bãi đỗ xe bên ngoài tiếng kèn vang lên các người đã bị cảnh sát bao vây bỏ vũ khí xuống máu đầu hàng tôi cầm phiền não vặn lông mày thật vô dụng cảnh sát cũng thật biết lựa chọn thời gian trên đất kia thành bưu đột nhiên cười vang lên <cười> dù người có lợi hại hơn nữa cũng không trốn thoát đâu vậy ư tô cẩm cười lạnh bỗng nhiên tấn công đầu của hắn nhất thời óc văng khắp nơi tiếng súng rơi xuống tiếng súng rơi xuống bốn phía rõ ràng truy đến cải bản cơ âm thanh cô bị bao vây cô ném súng giơ tay lên quay đầu lại chỉ thấy một bóng dáng anh Tuấn Từ âm thầm đi ra khỏi Lục Thiếu Đình mắt lạnh nhìn cô Không ngờ bắt được cô Tôi cầm hương ăn quý rũ nhớ mày Anh rất muốn tôi à Lục Thiếu Đình phải mặt không thay đổi Nhìn chằm chằm cô Vừa rồi cô lẽ khóc vô tình Như vậy cô càng thêm nguy hiểm Đội trưởng để bên cạnh Hai cảnh viên ra lệnh Đi lục xoát người cô ta Đem cô ta tra khảo hai cảnh viên bước nhanh tới đi tới trước mặt tô cẩm bọn họ không dám nhìn thẳng vẻ mặt cùng tóc dài tỏa ra cảnh phong tình cô giống như có mê hoặc một người trong đó rất nhanh gỡ túi trên vai cô xuống một người còn lại từ bên eo cô mò xuống như thời một âm thanh mê người bay tới cẩn thận một chút đấy nếu chiếm tiện nghi của tôi các người phải trả giá thật lớn cảnh viên kia tự dưng thấy âm thanh này mị hoặc ngẩng đầu nhìn cô chỉ một giây chỉ thấy tô cẩm nhanh chóng khom người từ trường trong giày lấy ra hai chi súng ngắn vừa nói một câu hai người cảnh viên cũng đứng trước mặt nàng mỗi người trên đầu chống đỡ một cọng họng súng giọng nữ lạnh lùng vang lên <laughs> thả tôi đi nếu không tôi cho hai người bọn họ chết cùng đấy đội trưởng nhất thời khuyên giải cô đừng có làm loạn Tôi không có kiên nhẫn đâu Gọi bọn hắn thối lui ra ngoài cửa đi Cho tôi một chiếc xe Đội trưởng lập tức ra lệnh Mọi người thối lui ra ngoài cửa Một đám cảnh viên mai phục Lập tức lui phía sau Sắc mặt lục thiếu đình âm trầm Lui theo về phía sau Thế nhưng ánh mắt thâm thúy Khóa chặt hình dáng cô Tìm kiếm một điểm đột phá Đội trưởng xoay người Lui phía sau ở giữa Nắm lên ngực ống nghe nhỏ giọng ra lệnh khiến đánh thư tay chuẩn bị. Tô Cẩm uy hiếp hai người cảnh sát viên ra khỏi cửa chính, đồng thời ánh mắt cô quét qua tất cả nhà cao tầng, tận lực đưa mình vào chỗ an toàn. Đi ra ngoài cửa cô khẽ gọi một tiếng, xe. Một chiếc xe cảnh sát chạy nhanh tới trước mặt cô. Tô Cẩm nhìn lướt qua xe, họng súng chỉ về phía hai người cảnh sát. Cho đến khi cô ngồi vào chỗ, dưới ánh mắt của cô vô ý thức quét về lục thiếu đình ở bên ngoài cách 10 mét môi đỏ mọng nhưng nhất mà xinh đẹp một giây kế tiếp chỉ nghe một tiếng súng vang lên một cảnh viên kêu thảm thiết quỳ xuống đất lúc ấy ánh mắt cảnh sát chuyên chú ở bếp bị thương tôi cầm lấy xe năm giây bão tố cô ra ngoài trăm thước biến mất trong bóng tối đội trưởng gầm lên một tiếng đuổi theo xe cảnh sát vừa muốn truy kích đột nhiên từ bên cạnh trong bóng tối chuyển đến tiếng xạ kích đánh bạo mấy chiếc xe đuổi theo cảnh sát, giúp cho tô cầm thoát đi. Đội trưởng giận đến phát điên quát mạnh. Kích thư thủ tại sao không có nổ súng? Lúc này đây, có báo động truyền đến thanh âm. Báo cáo đội trưởng, tất cả người chúng ta toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Cái gì? Gương mặt đội trưởng tai mét. Trường 20, đêm cuồng dã trong bóng đêm đang diễn ra sự kiện khiến mọi người đều muốn mở to mắt theo dõi. Một hàng xe cảnh sát trải dài trên đường lớn. Khi tất cả đoàn xe dừng lại một cách quy củ ở trước cột đèn đỏ, chờ đợi đèn xanh tiếp tục khởi hành, thì trước mắt bọn họ lại có một chiếc xe ngang nhiên vừa qua xe cảnh sát, hoành hành ngang ngược, sông thẳng phía trước. Việc này khiến các chủ xe xung quanh lớn tiếng oán trách, còn nói muốn tố cáo chủ chiếc xe ấy. Trong xe cảnh sát, Tô Cẩm không khỏi có chút kỳ quái nhìn phía kính chiếu hậu. Đi xa như vậy, thế nhưng không có xe cảnh sát đuổi theo à? Cảnh sát trong nước cũng quá kém đi. Trong lúc Tô Cẩm đang nhếch miệng giễu cợt, đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện bốn chiếc xe việt giã màu đen. Trước một, sau một, phải một, trái một, vây quanh xe cô. Tô Cẩm cả kinh, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, lấy phát hiện có mấy chiếc xe việt giã, khéo léo che kín cửa kính xe, nên cô không thể nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra theo cách nào đây? Bố trên xe viện giã vẫn theo sát Tô Cẩm, cô đang di chuyển xe ra đường quốc lộ. Tô Cẩm không khỏi cảm thấy đau đầu khi gặp tình huống như vậy, cái này quả thực giống như bị bắt cóc. Điều duy nhất khiến cô không cảm thấy tức giận, đó chính là cô không cảm thấy đám người kia có ý định uy hiếp đối với mình, giống như bọn họ chỉ phụ trách dẫn cô đến một chỗ nào đó. Một đường thuận lợi, 20 phút sau, bốn chiếc xe việt giã bắt đầu đi chậm lại di chuyển thành hình chữ nhất đi về phía một cánh cổng lớn xa hoa tô cẩm đi theo tiến vào bãi đỗ xe ngầm đẩy cửa ra xuống xe một người đàn ông mặc tây trang hết sức có lễ phép đứng ở trước mặt cô tôi tiểu thư xin mời lên tầng năm mươi tám phòng tám nghìn sáu chín ở đó có người đang chờ cô người nào tôi cầm híp híp mắt cô hết sức không thích kiểu mời này lãnh tiên sinh ạ à? người đàn ông mặc tê trang mỉm cười nói ở trên đường đi cô đoán được người đó là anh nghe tên của anh ta trong mắt tô cẩm thoáng qua tia dao động xem ra mọi phiền phức của cô là do anh ta đứng phía sau xử lý à lãnh mặc phàm không có việc gì làm hay sao sao lại cứ thích xen vào việc của người khác như vậy đáy lòng tô cẩm khẽ oán trách nhưng bước chân thì vẫn đi về phía thang máy Thang máy nhanh chóng đi lên Đến tầng 58 Cửa mở ra Tất nhiên Tô Cẩm cũng muốn gặp anh ta Bước chân không trần chờ Trực tiếp mở cửa của phòng 8069 Mà người truyền đạt nói Một lát sau trong phòng truyền đến tiếng bước chân Cửa mở ra Lãnh mặc phàm minh trần Chỉ cuốn một cái khăn tắm đứng ở cửa nhìn cô mỉm cười Đến rồi <laughs> giờ... Tô Cẩm cười như không cười nhìn anh Vóc dáng người hấp dẫn bền chắc Hiếp hiếp mắt nói Xem ra anh biết chắc rằng tôi sẽ tới. Cô bước vào phòng. Lãnh mặc phàm đóng cửa tiến lên một bước. Từ phía sau ôm lấy eo cô. Môi mỏng bá đạo đã lên gò má cô một nụ hôn. Lần này tôi có lý do thích đáng để có thể gặp em. Tôi cầm tức giận, hất tay của anh ra. Ưu ừ nhã ngồi trên ghế salon. Lông mày kẻ đen khinh thường nâng lên. Lần sau chớ xem vào việc của người khác. Tôi không thích người khác thay tôi khắc phục hậu quả Lãnh mặc phàm có chút tức giận Vì sự tự cao tự đại của cô Anh ngồi xuống đối diện cô Tôi không có hoài nghi năng lực của em Nhưng vấn đề là Tôi có một nhiệm vụ rất gấp gáp Muốn tìm em giúp một tay Tôi cầm ngẩn ra nhăn mày Nhiệm vụ gì đó Tôi hiện là vé máy bay Đi tô để đàm phán một hợp đồng làm ăn Muốn tìm một nữ vệ sĩ đảm bảo an toàn cho tôi Người đó cũng chính là em Tôi cầm cảm thấy nực cười là vệ sĩ hay là bạn gái Hoặc là bạn giường Người đàn ông này có mục đích không chính đáng Cô làm tư thế lười biếng Đôi môi đỏ mọng mở ra Tôi không nhận nhiệm vụ trực tiếp Anh muốn mời tôi phải thông qua tổ chức của tôi trước Không ngờ cô ấy lấy lý do này để từ chối Lãnh mặc phàm lấy tập tài liệu trên bàn Tôi đã gặp cha nuôi của em Ông ấy không ý kiến Sao mặt tươi cười của tôi cẩm như đông cứng Cái gì chứ Cha nuôi đồng ý à? Không phải ông muốn ngăn cản mình cùng anh ta ở chung một chỗ à? Cô đưa tay cập lấy tập tài liệu Một con số gai đâm vào mắt 10 tỷ Người đàn ông thế nhưng bỏ ra 10 tỷ để thuê mình Xem ra cha nuôi cũng không phải là không lý do để đồng ý Người đàn ông khiến ai cũng phải khuất phục này Đưa ra cái giá quá cao để mê hoặc lòng người Như thế nào? Lãnh mặc phàm giọng trầm thấp khàn khàn hỏi một tiếng lần này với lần bị cô đuổi ra khỏi biệt thự, hai người giống như là đã hòa một ván. làm vệ sĩ đúng không? OK, không thành vấn đề. tô cẩm cố ý cường điệu, chỉ là công việc của một vệ sĩ thôi mà. lãnh mặc phàm nở nụ cười ái muội. <laughs> là vệ sĩ, lúc nào cũng ở cạnh tôi, hai tư trên hai phải nghe theo chỉ thị của tôi. tim tô cẩm như đập nhỡ một nhịp, trong nụ cười của người đàn ông giống như cô có thể thấy. Sau này cô cùng anh ta quan hệ triển miên Không biết vì sao Nếu như ở trong quá khứ Khi nhận loại khách hàng này Cô nhất định đứng ra nói rõ lập trường của mình Nhưng lúc này Cô thậm chí có chút bị lạc ở đây Cho lòng bàn tay người đàn ông bá đạo Xem ra cô thực sự có chút thích Người đàn ông này Mà dù nghĩ như vậy Nhìn giờ này tâm tính cao ngạo Cô sao có thể để mặc anh định đoạt Như thế từ không có mặt mũi Cô giật giật khóe miệng. Tôi nói trước, tôi không phải là sùng vật của anh. Tôi có thể tự mình làm chủ mọi việc. <laughs> có thể. Lãnh mạc phàm thoáng nở nụ cười khêu gợi. Ánh mắt thâm thúy giống như đèn nén ngọn lửa, chỉ chờ được phóng thích ra ngoài. Tôi cầm nhạy bén, phát hiện liền Lê đứng lên nói. Tất nhiên phải như vậy rồi. Mẹ tôi đi trước đây. Có chuyện gì liên lạc với tôi, có điện thoại. Lãnh mặc phàm thong thả ung dung Tự tại ngồi trên ghế salon Mỉm cười nhìn cô Em không nhìn thấy hợp đồng bắt đầu từ ngày hôm nay ư Tô Cẩm tròn mắt lướt nhìn Thế nhưng hợp đồng ký là hôm nay bắt đầu à Cô nhún nhún vai Nở nụ cười châm trọng <cười> Dưới lầu vệ sĩ của anh Đủ để chiến đấu với một đội quân đấy Còn cần tôi à Lãnh mạc phàm đứng lên dáng người cao lớn tạo ra áp lực rất lớn Ánh mắt sáng quắc bức người Ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm cô Mấy người đó sao có thể so được với em Tô cầm ngay ý tứ trong lời anh Cười lạnh một tiếng <laughs> Phụ nữ anh còn thiếu à Nhưng anh đây chỉ cần em Thành âm khàn khàn lộ tính độc chiếm Anh giống như chỉ muốn bộc phát Tính dã thú của mình Không giấu giếm biểu lộ nhu cầu của mình Tô cầm có chút bối rối Quay đầu đi ra Tôi đi tắm Ồ vậy chúng ta cùng nhau tắm Lãnh mặc phàm cười nhẹ một tiếng, kéo cô vào phòng tắm. Quanh một tiếng, cơ hồ quần áo không kịp cởi, tôi cẩm bị kéo ngay vào bồn tắm. Anh bá đạo hồn ngăn miệng cô lại. Nước rất mát mẻ, lại không thể dập tắt ngọn lửa dục đang gầm thét của anh. Người tô cẩm như bị thiêu đốt. Cô bắt đầu đáp lại, nhìn liệt đáp lại. Bộ quần áo mỏng của cô ướt nhẹp, đường cong mê người của cô hoàn toàn hiện ra. Một đôi bàn tay đột nhiên cường ngạnh đưa tới, một quần áo đáng thương của cô bị xé thành hai mảnh. Những giọt nước bắn tung tóe vào hai người. Trên đầu, trên người, mãnh liệt. Hai thân hình đều không chịu yếu thế áp bức đối phương chỉ vì tìm kiếm khóa cảm huyền thủy nhất. Một tiếng than nhẹ vang lên, cả người tô cẩm bị ôm lấy. Lúc này cô mới phát hiện, từ khi nào mà giờ trên người cô chỉ còn mỗi đồ lót. Người đàn ông này thủ pháp cởi quần áo thực là thành thạo. Bị chống đỡ trên tường Cô bắt lấy tay anh ở sau bả vai Khi lấy ngón tay anh ở trên lưng xuống Chỉ thấy vết đỏ mê người Cặp mắt như sắc lang tìm kiếm thứ gì đó Ánh mắt nóng rực như chăm chăm dấu vết trên người cô Cô có thể nhìn thấy từ ánh mắt của người đối diện Phản chiếu con người chân thật nhất của mình Ở trước mặt anh Tất cả những lời muốn nói đều không thể thốt ra được Tôi cảm thấy lòng hoảng loạn Cô há mồm Cắn thực chặt lên bờ vai anh máu tanh làm trận kích tình, tăng thêm mấy phần khoái cảm. Chương 21 Đêm khuya, tại một sân bay, trên một hòn đảo tư nhân, chiếc ô tô màu đen dừng lại gần máy bay. Cửa xe mở ra, Hà thân hình đẹp đẽ chậm rãi bước xuống xe, bước lên máy bay. Trong khoang máy bay, nội thất xa hoa đầy đủ tiện nghi, có có cả quầy ba mini, một phòng ngủ thu nhỏ xa hoa. Nơi này dường như là bị tách biệt không có sự cho phép của chủ nhân. Bất kỳ thành viên đoàn bay nào cũng không được tới cửa quấy giày. Tôi Cẩm bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Cô khẽ nhớn khuôn mặt mê người, mỉm cười. cười. Anh không sợ giúp tôi chạy trốn, bị cảnh sát để mắt tới ư? Lãnh mặc phàm hít một con mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Nếu thực sự là vậy, sau này nếu phải chạy trốn, chẳng phải chúng ta có thể cùng làm bạn ư? Em thấy thế nào? Nụ cười trên khóe môi Tô Cẩm lập tức biến mất. Cô đàm chiêu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói gì. Đề tài này đột nhiên quá nặng nề với cô, cô không muốn tiếp tục cùng hắn nói chuyện nữa. Lãnh Mạc Phàm lặng lặng nhìn cô, bất luận là dáng người hay vẻ mặt cô, đối với hắn cực hạn hấp dẫn. Hắn biết rõ ràng sự trầm mặc của cô là vì sao, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cô bắt đầu tránh né đề tài tình cảm, Ít nhất cho thấy cô có chút động lòng với hắn. Máy bay vững vàng cất cánh. Tối nay bầu trời yên tĩnh, tinh hà rực rỡ. Dưới ánh đèn nhu hòa, hai bóng người cùng nâng chén uống rượu trên ghế sofa. Người đàn ông trước mặt là ông chủ của cô. Cô không lý do gì lạnh nhạt với hắn. Thân là một sát thủ trong lúc làm việc, không cho phép mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư. Trên bàn, một chai rượu đỏ trống không, chai rượu mạnh cũng vơi đi một nửa. Tôi cầm đứng dậy đi về phía lãnh mặc phàm, Nhịp tim đập thình thịch. Cô để ly rượu xuống nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên, cô cảm giác thân thể mình nhẹ bỗng, cả người bị Lãnh Mặc Phàm ôm lên rồi được anh đặt trên chiếc giường mềm mại. Thân thể anh nằm đè lên trên người cô. Tô Cẩm trợn tròn mắt, nhìn anh ở khoảng cách gần. Đôi lông mày thon dài dễ nhìn, hàng mi dày uốn cong, một đôi mắt thâm thúy giống như bầu trời đêm. Mũi cao hình cung tuyệt đẹp, môi mỏng ưu nhã không có từ nào có thể diễn tả hết nét đẹp ấy khuôn mặt tản ra một loại mị hoặc mê người không thể rời mắt cô chỉ có thể cùng anh trầm luân tiểu cẩm anh nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên trán cô nhẹ giọng gọi tên cô mặc dù mới vừa rồi tô cẩm phản đối gay gắt nhưng lời nói của anh khiến bất kỳ người con gái nào cũng khó kháng cự ở thời điểm mấu chốt cô giống như hiểu mục đích của anh Sao anh có thể lợi dụng sự quyến rũ của mình để quyến rũ cô chứ? Tô Cẩm tỉnh táo gọi một tiếng. Lãnh Tổng. Lãnh Mạc Phàm không vui nhíu mày, do nói khàn khàn sửa lại lời cô. Gọi tôi là Mạc Phàm đi, hoặc là Phàm. Tô Cẩm ngẩn ra, nhẹ nhàng lập bẩm một tiếng, Mạc Phàm. Thành âm chưa dứt, hơi thở mãnh liệt của lãnh mặc phàm xâm nhập trong miệng. Anh hùng hăng hôn cô, ngậm cái lưỡi thơm tho của cô bố mút thăm dò. Trên chiếc giường trắng, hai thân thể dây dưa không nghỉ, quấn lấy nhau như là sơn, đủ kích thích mãnh liệt. Ngoài cửa sổ bầu trời lốm đốm sao, bên trong cửa sổ cảnh xuân vô hạn. Bên trong sở cảnh sát đang tiến hành cuộc hội nghị vào nửa đêm, mục đích báo cáo về thất bại của nhiệm vụ tối ngày hôm nay. Cả phòng họp yên lặng như tờ. Đội trưởng đội cảnh sát càng thêm ủ rũ cúi đầu, quay sang cấp dưới bên cạnh hỏi có tìm ra được vị trí cuối cùng của cô ta không? Vị trí cuối cùng chúng tôi thấy cô ta là ở điểm dừng đèn xanh đèn đỏ, chỉ là hình như có cái gì không đúng, ở đó là một ngã ba, theo lý mà nói hai bên đường đều có camera quan sát, nhưng hiện tại chúng tôi không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của cô ta. Cảnh sát viên buồn bực nói. Đội trưởng thì lắc đầu. Xem ra trước đó đã có người đóng camera. Nói như cậu thì chúng ta truy tìm cô ta đến đoạn đường này thì bị mất dấu ư? Lúc này đây, Lục Thiếu Đình từ đầu đến giờ không nói lời nào bỗng lên tiếng. Thông báo tất cả các bến cảng, sân bay, khách sạn. Hãy thấy bóng dáng cô ta xuất hiện phải báo cáo lại cho chúng ta. Phải tìm ra bằng được tung tích cô ta. Hắn có một dự cảm cô đã rời khỏi đây. Đội trưởng tò mò hỏi rằng, Lục Thiếu Ý đối với nhiệm vụ tác chiến lần này có ý kiến gì không? Lục Thiếu Đình khen. Người ganh đối mặt lần này không phải người bình thường Mà là một sát thủ đã được trải qua huấn luyện đặc biệt Là sát thủ chuyên nghiệp Mọi người bố trí không vấn đề gì, rất tốt Một cảnh viên trong đó thở dài Hay à, để cô ta chạy thoát Chứng tỏ đây là một tên sát thủ quá giả hoạt Lục Thiếu Ninh khẽ nhếch khóe miệng Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên Hắn nhìn qua màn hình một cái Rồi đi ra khỏi phòng hội nghị Alo, đầu kia chuyển đến dòng nam trầm thấp, thất bại ư? Lục thiếu đình hít mắt trả lời. Tôi không muốn cô ta chạy trốn ra nước ngoài. Đầu bên kia nghiêm nghị ra lệnh. Có lẽ ở nước ngoài giải quyết tốt hơn. bất luận như thế nào, cảnh sát quốc tế sẽ tìm được cô ta. Cần phải giải quyết cô ta một cách nhanh chóng. Vì ngăn ngừa tình thế nghiêm trọng, anh phải tự mình ra tay. Vâng. Lục thiếu đình trả lời một cách dứt khoát. Sau đó cúp điện thoại ngước mắt nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp trong lòng anh suy nghĩ ngổn ngang trở lại trong phòng họp cảnh sát đã thông báo tất cả các trạm kiểm soát lục thiếu đình suy nghĩ một chút trầm giọng nói trong thời gian ngắn hãy tra cho tôi tất cả các tư liệu của máy bay tư nhân xuất cảnh tối nay đưa đến phòng làm việc của tôi dưới ánh đèn lờ mờ là tài liệu trong tay lục thiếu đình cuối cùng dừng lại ở một phần trong tài liệu ở vị sân bay tư nhân của tập đoàn lãnh thị tối nay có một máy bay hướng zito tài liệu ghi lại chỉ có lãnh mặc phàm nhưng thực sự chỉ có mình hắn ưa. lục thiếu đình liên tưởng đến vụ án ở new york trong ánh mắt loại lên tia chắc chắn xem ra thất bại tối nay của cảnh sát thì ra là sau lưng có người khác điều khiển lãnh mặc phàm lục thiếu đình lẩm bẩm cái tên ánh mắt càng ngày càng phức tạp cái tên này có sự ảnh hưởng đủ để giao động cả quốc gia Sito trên một sân bay tư nhân. Chiếc máy bay, bay màu xanh dương vừa đáp xuống, bốn chiếc xe sang trọng dừng phía sau chờ đợi. Hít thở bầu không khí trong lành, Tô Cẩm của Lãnh Mặc Phàm ngồi trong xe, chạy thẳng tới khu biệt thự tư nhân cao cấp ở Sito. Chương 22: Nguy hiểm đêm khuya. Sito, một tòa biệt thự ở ngoại thành, không khí hết sức ẩm ướt, mát mẻ, tinh khiết và trong suốt. Gần tối, ánh nắng chiều rực rỡ phía chân trời, một bóng dáng ưu nhã, thon dài, đứng trước cửa sổ sát đất. ngước mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ kia, gương mặt tinh xảo không thể tìm thấy tì vết, nhẹ nhàng, lười biếng, giống như tiểu yêu tinh tả ra một cỗ yêu mị. Đã tới xít hai ngày, như trong dữ liệu của tô cẩm, cô cùng lãnh mặc phàm trải qua cuộc sống như một đôi tình nhân. Mà đêm vĩnh viễn dây dưa hoa nái, ban ngày nhàn nhã ngồi trong ngôi biệt thự to lớn, Cô nhàn tản kéo sợi mì, thưởng thức rượu, uống trà. Loại cuộc sống này khiến Tô Cẩm cảm thấy cho lòng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cô lại lo lắng, càng cùng người đàn ông này gần gũi, cô càng sợ rằng ngày sau sẽ không thể tách rời. Ngoài cửa sổ cách đây không xa trên bãi cỏ, hai cô gái nhỏ đáng yêu mắt xanh tóc vàng cùng một chú cún con truy đuổi chơi cùng, không buồn cũng không lo. Tô Cẩm nhìn đến mắt hồn, khóe miệng khẽ nâng rồi đột nhiên một cánh tay bền chắc, tráng kiện Ôm lấy cô áp vào lồng ngực phía sau Thế trẻ con ư, sắp tới chúng ta xin một đứa đi Lãnh mặc phàm đem cầm, trống ở trên vai cô trầm thấp cười nói Tôi cầm khóe miệng co giật, trợn tròn mắt Anh mơ tôi, không phải chỉ là để cho tôi thể nghiệm cuộc sống à? <laughs> tôi cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt Lãnh mặc phàm chớp chớp mắt, hôn lên gò má cô, không có chút gì mang tính khiêu chiến, thường nhàm chán. Tô Cẩm xoay người như đôi mắt thâm thúy của anh, thể hiện sự bất mãn của mình. Lãnh mặc phàm bị cô bắt được ánh mắt kia. híp mắt nói, <laughs> đi theo tôi. Tô Cẩm ngẩn ra, cùng anh lên lầu, đi vào trong phòng ngủ. Lãnh mặc phàm từ trong tủ treo quần áo, lấy bộ dạ phục màu đen đưa cho cô. mang nó vào đi. Dứt lời. Quay sang mở tủ sắt bên cạnh Bên trong lấy ra hai khẩu súng nhỏ ném cho cô Sau đó lấy một chiếc mắt kính màu đỏ sậm Rồi cầm một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo của phái nữ Đi tới đặt trước mặt cô Tôi cầm cầm chiếc kính mắt lên liếc nhìn Ồ một tiếng Chiếc kính này bề ngoài ưu nhã hơn Chỉ như mắt kính bình thường Nhưng thật ra là bộ hỏa lực chứa đựng thuốc nổ cực lớn Mà còn là loại đồng hồ bấm từ xa Tôi ở dưới lâu chờ em lãnh mặc phàm nâng cầm cô lên mãnh liệt hôn môi cô sau đó mấy giây mới xuống lầu tô cầm đợi sau khi anh xuống liền nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người mặc vào bộ da phục màu đen phần cổ váy khoét sâu hình chữ V ôm lấy bộ ngực đầy đạn của cô nhường như hiện phía sau lộ ra khoảng lưng rộng tạo ra một đường cong mê người hấp dẫn tản ra sự mê hoặc đem hai khẩu súng dắt lên bên đùi cô đeo kính lên Tô Cẩm đi tới trước gương, thuần thục trang điểm, sau đó chậm rãi bước xuống lầu. Ngoài cửa bên trong chiếc xe màu đen, Lãnh Mặc Phàm đang nghiêng đầu phiên dịch tài liệu, quay ra thì vừa đúng lúc nhìn thấy dưới ánh trời chiều xuất hiện hình dáng mê hoặc lòng người, cho con mắt nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc. Ngồi lên xe, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng lái ra biệt thự. Trên con đường rộng lớn, chiếc xe chạy thẳng phía trước. Đi theo hướng này, chỉ là đi về phía biên giới nước Mỹ. Không biết từ lúc nào, phía sau chiếc ô tô màu đen xuất hiện ba chiếc xe việt giã màu xanh lá cây đuổi theo. Một đường thông suốt hướng tới mục tiêu phía trước. Ở trên xe, lãnh mạc phàm đem laptop đưa cho tô cẩm, nhỏ giọng ra lệnh. Nhớ lấy mấy gương mặt này, đây là mục tiêu tối nay của em. Tô cẩm chỉ dùng thời gian 3 giây đem khuôn mặt của bốn người ghi nhớ, Ba người da đen, một người da trắng. Không có bất kỳ tài liệu bối cảnh. Cô cũng không hỏi, bởi vì sát thủ có một quy tắc. Chỉ có nhiệm vụ, không có nguyên nhân, không mục đích. Cô chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ông chủ. Hình như lãnh mạc phàm cũng không muốn nói điều gì nữa. Anh dựa lưng vào ghế, đèn đường hai bên cửa xe lướt qua nhanh chóng. Chiều lên khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối. Vẻ mặt không biến sắc, mà lại tản ra hơi thở nguy hiểm, sau hai giờ đi đường tầm bảy rưỡi lái xe vào khu đất nhìn bên ngoài cửa xe thấy cảnh vật kiến trúc tô cẩm có thể thấy không khí mang hơi thở máu tanh mà thường những chỗ thế này Giấu diếm vô số sát thủ từ bên trong góc bên trong cửa kính xe cô nghiêng mắt nhìn ánh mắt theo dõi của những người đó bọn chúng nhìn chăm chú do xét anh dọc đoạn đường họ tiến vào tại sao lãnh mặc phàm lại tới đây đáy lòng tô cẩm đầy kinh ngạc bởi vì những nơi thế này thường kinh doanh những thứ phi pháp, ví như là súng ống, quân hỏa, ma túy. Xe dừng lại ở trước cổng, từ phía sau song sắt, mấy người da đen nhanh chóng ra đón. Lãnh mạc phàm xuống xe, mặc dù là người châu Á, nhưng anh có chiều cao 1m85, cả mắt sắc bén như báo săn, cả người để lộ khí phách đứng đầu thiên hạ. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng có một phong thái uy nghiêm. Bóng dáng quyến rũ của tô cẩm bước xuống, Cô ung dung khoác vào cánh tay anh Theo anh tiến vào Sau lưng Mấy chiếc xe việt giã quân dụng màu xanh lá cây dừng lại Từ bên trong bước xuống Mười mấy vệ sĩ mặc âu phục Đi theo phía sau bọn họ Bên kia cánh cổng là một không khí khác Khắp nơi hiện ra Vẻ giàu sang đến mức thô tục Bước qua một đài phun nước Đi vào trong đại sảnh Không gian sáng ngời Trong phòng Trên ghế salon có bốn người ngồi đó ba người da đen, một người da trắng. Sau khi Lãnh Mặc Phàm tiến vào, giây thứ nhất, ánh mắt họ thoáng qua tia biến sắc. Bốn người nhìn chăm chú một cái, đứng dậy lấy tiếng Anh chào hỏi: "Mr. Han." "Mời ngồi." Lãnh Mặc Phàm mỉm cười khoát tay, dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với họ. Bốn người ngồi xuống, ánh mắt tất cả quét qua người phụ nữ phương Đông xinh đẹp cạnh Lãnh Mặc Phàm. Cô ấy mê người, ưu nhã, thần bí. Trong đó ánh mắt của người da trắng dừng ở bộ ngực của cô mấy giây. Tô Cẩm thoải mái thể hiện nụ cười nịnh nọt, ngồi xuống bên cạnh lãnh mặc phàm. Lúc này đây, phục vụ đi tới tìm hỏi. Tô Cẩm ngẩng đầu trả lời một câu. Cho tôi ly cà phê, cảm ơn. Khi nói chuyện, bàn tay thon dài khép lại đưa lên chán, gỡ cặp mắt kính xuống, tùy ý đặt trên bàn. Cô dùng ánh mắt sùng bái khát khao nhìn lãnh mặc phàm, giống như trong mắt cô chỉ có anh là người nắm quyền duy nhất hiện hữu. Trầm mặc 10 giây, một người da đen đột nhiên vỗ bàn thô lỗ nói. "Han Tae sinh, anh đã đích thân đến đây, còn chúng tôi không phải chỉ tới tán gẫu. Chúng tôi đối với việc giảm giá xuống 10% của anh lần này cảm thấy bất mãn hết sức. Tôi hy vọng chúng ta vẫn duy trì giá tiền giao dịch như trước. Bên cạnh một người đàn ông da đen có hình xăm tục tầng, cất giọng thô thanh nói. Xin Hàn Tiên Sinh nghiêm túc suy tính một chút lời nói của anh em tôi. Trong giọng nói, có vài phần uy hiếp. Lúc này người da trắng nhẹ giọng cười. À, lấy tài lực của Hàn Tiên Sinh, há để ý đến chút lợi nhuận nhỏ bé này đây. Cho các người cái giá này, tôi đã trả cao hơn 5%. Tôi không ngờ rằng cái giá này là không hợp lý. Lãnh mặc phàm cười nhạt, nụ cười không thể đánh mắt, hiện ra vài tiền lạnh nhạt. Hai người da đen... Lúc này nhất thời tức giận Tay để bên thắt lưng Thật là quá đáng Người áo đen cầm đầu Đáy mắt ý bảo họ đừng xúc động Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ uy hiếp Nhìn phía lãnh mặc phàm Chúng ta có mấy năm giao dịch lui tới Trở mặt đối với người nào cũng không tốt Xin hàn tiên sinh suy tính yêu cầu của tôi Người đàn ông da trắng nhìn thẳng mắt bốn người Ánh mắt quay hướng lãnh mặc phàm Thoáng có ý cười lạnh à, đây là chuyện có lợi cho hai bên Nếu tiên sinh không đồng ý E rằng sẽ xảy ra cảnh đổ máu tại đây Hàn tiên sinh có có điều gì tốt hơn muốn suy tính Bốn người này theo thứ tự Là bốn lão đại của các thế lực ngầm Chế tạo và buôn bán quân hỏa Mà bọn họ muốn giao dịch quân hỏa Đều thông qua lãnh mặc phàm làm cầu nối Tiêu thụ ở các quốc gia Nhưng điều khiến lãnh mặc phàm thấy tức giận Là bốn người này lòng tham không đáy Mà dù thương vụ mua bán lần này Đối với việc kinh doanh của anh chỉ là chút lợi nhuận nhỏ Nhìn bốn người này chỉ biết tìm mọi cách lấy tiền người khác Cũng không chịu đi tìm hiểu chút tính cách của anh Nếu như bọn họ biết rằng Lãnh mặc Mạc Phàm tối nay xuất hiện ở đây có nguyên nhân gì Bọn họ sẽ hối hận khi chọc giận ông chủ này Mà Tô Cẩm thì không nói một lời Cho không khí tràn ngập mùi thuốc súng đã rất nồng nặc Bốn người này đang vì lấy lợi ích mà dường dường tự đắc Tại thời điểm đắc trí bọn họ cũng không phát hiện Người đàn ông đang ngồi trầm mặc trên ghế Tuy anh mỉm cười Nhưng bên trong sát ý hiện lên rõ ràng Tất nhiên tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này Không cần suy nghĩ thêm chuyện này nữa Một người da đen đứng lên cửa ngạnh nói Ở trong mắt bọn họ Lãnh Mạc phàm chỉ là người hiểu về buôn bán Cũng không hiểu được phản kháng quý tộc Thì có kết cục thế nào Lãnh mặc phàm híp híp mắt Kéo môi cười, <cười> Ok Vậy mọi người vui vẻ hưởng thụ bữa tối Tôi đi có việc trước Nói xong anh ưu nhã đứng dậy Tô Cẩm kéo anh Đôi môi đỏ mọng cười đến quyến rũ mê người Một nam nhân ánh mắt nhất trí Nhìn chăm chú người của cô Rồi lại đưa mắt nhìn bọn họ rời đi Ra khỏi phòng lái mặc phàm kéo bộ âu phục ngồi trong xe trầm thấp kêu tiếng lái xe Xe chậm rãi đi qua cửa chính Dưới kính cửa Khuôn mặt xinh đẹp của tô cẩm Cuối cùng quay lại nhìn kiến trúc sau lưng Nhẹ nhàng đè xuống biểu tượng an toàn chỉ nghe tiếng tít tít vang lên Xe chậm rãi chạy nhanh trên con đường dài bên sườn núi Lại chỉ nghe sau lưng oanh một tiếng Tiếng nổ mạnh chấn động một vùng trời Tạo ra ngọn lửa cao ngất Chị ô tô màu đen Cùng mấy chiếc xe viện giã đã đi xa Cũng lái ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng Biến mất trong đêm đen chương 23 Ám sát Sito bên trong quán rượu Ngồi đối diện gần cái cửa sổ trước bàn một bóng lưng kiên định đang bận rộn ở trên bản ghi chép. Ngón tay thon dài thuần thục phá bức tường phòng lửa, tiến vào trung tâm video clip. Đó là một tòa tư nhân giữ bí mật của các video clip. Lục Thiếu Đình lật xem các video clip gần đây, rốt cuộc tại ngày thứ năm vào buổi sáng. Lục Tướng nhìn bóng dáng quen thuộc, mặc dù gió thổi làm rối loạn tóc dài của cô. Thất thoáng vẻ mặt của cô hiện ra lục thiếu đình nhìn là biết thân phận cô tô cẩm quả nhiên cô xuất hiện ở chỗ này lục thiếu đình ấn tạm dừng hình ảnh bắt giữ cô bên cạnh nhìn vẻ mặt chưa khả khiêu kính sợ vẻ mặt lục thiếu đình nằm chiêu sau đó bình tĩnh ở trong ngôi biệt thự hắn áp chế bản bút ký đôi mắt thâm thúy kiên định lóe ra tia lạnh thấu xương bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không để cô chạy thoát sáng sớm một chiếc xe màu đen có rèm tre chậm rãi phóng nhanh rời biệt thự. Hôm nay lãnh mặc phàm có cuộc họp hội nghị vô cùng đặc biệt, nhất định phải đi. Trong phòng ngủ biệt thự ở trên, có thể thấy bóng dáng gợi cảm của cô gái ngủ say. tôi cảm biết rõ lãnh mặc phàm đã rời đi, nhưng cô luyến tiếc chiếc giường mềm mại này có có hơi thở của hắn để lại. Cô buồn ngủ lật người tiếp tục chìm vào trong mộng đẹp. Trong rừng rậm xe xuống dốc, ở giữa cây cối che giấu chiếc xe, đôi mắt lợi hại nhìn chắc chiếc xe màu đen có rèm che chạy về phía xa. Trong tay đẩy súng, vang lên một tiếng kẹt. Đáy mắt lục thiếu đình hiện lên tia sát khí. Đối với hắn, đây là cơ hội tốt. Điện tự yên tĩnh, sáng sớm tinh mơ, không thể nhận ra một đám sương mù, ướt át trong bầu không khí, nó hòa quyện với hương vị cỏ xanh. Bóng dáng thon dài của người đàn ông vượt qua sân lan can, lặng yên không tiếng động nhảy xuống đất. Ánh mắt cảnh giác quét về cảnh vật trước mắt. Hắn tinh anh phân tích hoàn cảnh. Bốn phía không người, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa thủy tinh tiến vào phòng khách. Lúc sau kiểm tra phòng khách, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ. Có người mạnh mẽ kiên cường nheo lại, chậm rãi lên lầu. Mà trên giường, tô cẩm không mảnh vải che thân, ý thức mơ màng, đột nhiên hiện lên một loại cảm giác không an toàn. Cô không có thói quen nhìn cảnh vật xung quanh yên tĩnh, buồn ngủ cũng biến mất, cô đứng dậy bỗng chốc trên chiếc sàn bóng loáng xuất hiện một cái bóng mờ nhạt tô cẩm chỉ một giây phản ứng nhanh chóng đem cái gối ném tới đồng thời nhặt chiếc khăn tắm trên mặt đất cuốn lên quanh thân cô đi chân trần trốn sau cánh cửa ngay lúc này ở ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhỏ cửa nhẹ nhàng bị mở ra lục thiếu đình nhìn bóng dáng trên giường giơ xuống lên trần chờ vài giây mà đúng vài giây một bóng dáng thon dài đột nhiên dùng chân đạp mạnh một cái. Cổ tay hắn bị đập vào khung cửa. Lục Thiếu Đình hết sức tức giận, các ngón tay tê dần. Súng trên tay hắn rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, chân dài trắng nõn đảo qua, súng rơi vào dưới gầm giường. Tô Cẩm lùi về sau vài bước, vùng quyền ra giữa, dương mắt nhìn gương mặt quen thuộc, lắp bắp kinh hãi, đôi môi đỏ mọng cười bị hoặc. <laughs> Là ngươi ra mặt lục thiếu đình có vài tia khó coi vừa rồi nổ súng hắn thế mà trần chờ không rõ tại sao hắn đối với cô có tia khoan dung hắn thờ ơ xem cô chùm khăn tắm hôm nay cô không trốn thoát được đâu tôi cảm híp mắt tò mò nêu câu hỏi là người nào Phá anh đến giết tôi hắn thực sự là cha nuôi cho miệng hình cảnh quốc tế à hắn sao luôn luôn đơn độc hành động chứ cô không cần biết. Sao mặt lục thiếu đình trầm xuống, một giây sau vung quyền đánh phía trước. tô cẩm nghiêng người tránh, giơ tay cản lại. trong chớp mắt đã giao thủ mười chiêu. bỗng nhiên lục thiếu đình hướng bàn tay kéo khăn tắm của cô, khuôn mặt tuấn tú ngẩn người. dường như do dự, thế mà tô cẩm dùng quả đấm đánh tới mặt hắn. hắn vung bàn tay vừa ngăn khăn tắm tô cẩm. tuy là kẻ địch nhưng giờ phút này đây, sự tình với nhân phẩm. Thân thể tôi cập uyển chuyển Cô dưỡng sờ Nhất thời tức giận lên đến não Cô kéo chăn mỏng trên giường Quấn quanh thân Đồng thời cả người nhảy lên hung hăng đánh về phía hắn Miệng mắng một tiếng hạ lưu Sao mặt lục thiếu đình bối rối Đầu tóc bình tĩnh lại Cái cảnh vừa nhìn thấy hiện lên trong đầu Hắn không tránh không đỡ Mà trực tiếp nhận lấy Thân thể hắn cũng lùi về sau vài bước Chạm đến trên tường thân thể Tô Cẩm Trượt chui vào trong gầm giường, bên kia trượt ra. Giờ phút này, Lục Thiếu Đình mới hoàn hồn nhìn họ súng nhắm ngay mình. Hắn nhanh chóng đẩy cửa. Sau khi chơi khung cửa đầy tiếng đạn, Lục Thiếu Đình chật vật nhảy từ lầu 2 xuống. Vừa đến cửa, súng nhắm ngay hắn, hắn dùng lực nhảy lên, thân thể va chạm vào khung cửa thủy tinh mà ra. Tiếp đấy, Tô Cẩm quấn chăn mỏng, cùng nữ thần là một loại. Cô xuống lầu ánh mắt lạnh lẽo, quả quyết, khâu chu lưu tình. Tới cửa, nhìn không thấy bóng dáng bên ngoài, vẻ mặt cô trầm xuống, đai mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ngồi dưới lán nghỉ mát bên hồ bơi là một người mặc bikini gợi cảm. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp, không giống như thư giãn. Trần mày nhíu chặt như đang trầm tư. Tô Cẩm có loại dự cảm xấu. Lục thiếu đình này cùng một loại người với cô chỉ là hắn có thân phận khác để che giấu khiến người ta khó phòng bị cầm điện thoại lên tôi Cẩm bấm dãy số tường vinh Bài giây sau đầu bên kia chuyển đến giọng nói trầm ổn quen thuộc của tường vinh alo cha nuôi có một người giúp con tra một việc cấp trên trực tiếp của lục thiểu đình là ai tôi Cẩm trực tiếp hỏi tường vinh đầu kia kinh hãi xảy ra chuyện gì vậy con cảm thấy anh ta không đơn giản chỉ là cảnh sát quốc tế Hôm nay anh ta đột nhiên xuất hiện ám sát con Tô Cẩm nói ra nghi hoặc trong lòng Trương Vinh trầm mặc vài giây Khan khan trả lời Xem ra thân phận của Lục Thiểu Đình Vô cùng thần bí Không đơn giản đâu Tô Cẩm nhíu mày Cha nuôi, người này tài giỏi như vậy Cha nhẽ không tra được tư liệu về hắn nữa Hắn thuộc đội cảnh sát quốc tế Interpol Ở trong nước Cha đã tiếp cận thông tin cơ mật tới cấp 5 nhưng theo những gì trên tư liệu viết về hắn thì ở trong nước, cấp trên trực tiếp của hắn là S. Đây chỉ là biệt hiệu thay thế. Mà S này là ai? Đến bây giờ, cha chưa điều tra ra. Nói như vậy, lần này cha ra lệnh cho anh ta ám sát con. Rất có thể là người thân bị S. Tô Cẩm suy đoán, cảm giác sau lưng có cỗ sương mù bao phủ dài đặc, tràn ngập nguy hiểm chết người. Tương Vinh thở dài ở đầu dây bên kia, Cha nghĩ tất cả mọi chuyện liên quan đến vụ ở New York của con. Lúc trước cha nuôi nhận việc đó, có biết người nào trả tiền không ạ? Liên lạc với cha là thương nhân Ấn Độ. Cha đã tra qua bối cảnh ông ta. Chỉ là phú thương bản địa. Nhưng kỳ quái giữa trưa ngày hôm sau, phú thương này bị người ta phát hiện. Tái phát bệnh tim ở trong nhà, đã chết. Tô cầm trầm giọng, trong giọng nói lộ ra tiền lo lắng. Xem ra có người rất muốn ông ta chết Tôi Cẩm cười lạnh Chuyện ngày càng mơ hồ Nhưng lại đưa tới hứng thú cho cô Bất luận thế nào cô nhất định sẽ tra ra việc này Tương viên trầm giọng Cha vẫn chưa nói với con chuyện này Là vì người sau lưng không truy cứu Nhưng giờ nghĩ lại mọi chuyện không đơn giản vậy Đây giống như một âm mưu Sắc mặt tô cẩm trở nên nghiêm trọng Bọn họ chưa yên tâm muốn giết người diệt khẩu hết những người tham gia chuyện này ư ừ rất có khả năng Tường vinh đồng ý với cách nghĩ của cô tô cẩm dặn dò cha nuôi phải phải cẩn thận đấy Tường vinh dặn dò lại yên tâm cha nuôi của con không dễ dàng chết như vậy nhưng thực ra là con đấy đầu óc cảnh giác đừng quá sơ suất